Những chiếc đồng hồ mặt trời đầu tiên ra đời vào khoảng 1.500 năm trước công nguyên, đóng vai trò quan trọng trong ngành thiên văn học của người Ai Cập cổ đại và người Babylon. Đồng hồ mặt trời cho biết thời gian tương đối chính xác khi bóng cây kim trên mặt đồng hồ thay đổi theo vị trí của mặt trời trên bầu trời. Đồng hồ mặt trời nằm ngang là loại phổ biến nhất. Trên mặt đồng hồ có các đường kẻ chỉ giờ và một cây kim có dạng que thẳng nhọn được dựng ở chính giữa mặt đồng hồ. Khi vị trí mặt trời thay đổi trên bầu trời, bóng cây kim sẽ thay đổi trên mặt đồng hồ. Người ta dựa vào vị trí của bóng cây kim so với các vạch chỉ giờ để biết được thời gian lúc đó.